Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Bão mạnh lên ngừng toàn bộ tàu thuyền vào Phú Quốc trong vòng 2 đến 3 ngày. Bộ Y tế truy tặng kỷ niệm trương cho gia đình có người hiến 7 mô tạng cứu người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết tài xế lái xe đầu kéo dương tính với heroin. Thưa quý vị, bão số 1 giật cấp 11 đang di chuyển xa dần mũi Cà Mau. Nam Bộ có mưa to. Sáng nay tại Cà Mau, hàng ngàn tàu cá phương tiện khai thác thủy sản ven bờ đã được bố trí nơi neo đậu tránh bão an toàn. Trong khi đó, tại Kiên Giang, toàn bộ các chuyến tàu phà vận chuyển hành khách ra vào đảo Phú Quốc phải tạm ngưng hoạt động trong vòng 2 đến 3 ngày. Thông báo từ cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Các công ty vận tải hành khách sẽ đổi vé cho khách vào ngày khác khi tình hình thời tiết ổn định. Nếu khách muốn trả vé, công ty sẽ hoàn tiền 100%. Trước đó, trong ngày đầu năm mới 2019, các tàu phà đã hoạt động hết công suất nên lượng khách du lịch đến Phú Quốc trong dịp nghỉ lễ đã được giải phóng đáng kể. Hôm nay lượng khách vắng nên tàu cũng hoạt động ít chuyến hơn. Cơn bão số 1 được dự báo là cơn bão nguy hiểm. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động thông báo cho các tàu thuyền di chuyển tới nơi an toàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong công tác ứng phó, phòng tránh bão, cứu hộ, cứu nạn đối với những tàu thuyền gặp sự cố. Trong khi đó, tại Cà Mau, đến nay gần 2.800 tàu cá cũng đã neo đậu tránh trú bão tại bến. Hơn 4.100 phương tiện khai thác thủy sản ven bờ và tàu có công suất dưới 20 mã lực đã được bố trí nơi neo đậu tránh bão an toàn. Khoảng 820 tàu cá với hơn 5.700 thuyền viên hiện còn trên biển đang nhanh chóng di chuyển vào bờ để tránh trú bão. Cơ quan chức năng tỉnh đã liên lạc với tất cả các tàu cập nhật diễn biến của bão, đồng thời huy động 60 tàu cứu hộ cứu nạn trên bến cũng như các cửa biển để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ba trường hợp bị thương nặng trong vụ đánh bom ở Ai Cập đang phục hồi tốt và sẽ trở về nước khi đủ điều kiện về sức khỏe. Hôm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã cử cán bộ đến bệnh viện Sheikh Zayed để động viên thăm hỏi tình hình các bệnh nhân. Ba trường hợp gồm bà Trần Thị Kim Anh bị gãy chân phải, Lê Thị Ngọc Hà bị gãy thân xương đùi và ông Lê Phúc bị gãy gót chân phải. Các bệnh nhân đều được các y bác sĩ chăm sóc chu đáo tận tình tại khu điều trị đặc biệt hồi sức tích cực của bệnh viện. Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của ba bệnh nhân đã tiến triển rất tốt. Về phần các nạn nhân tử vong, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết họ đang tích cực phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết cuối cùng để đưa thi hài ba trường hợp tử vong về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Cục lãnh sự cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan trong nước tạo điều kiện hỗ trợ công dân Việt Nam trong việc xuất nhập cảnh và việc đưa thi hài về nước nhanh chóng, thuận lợi. Liên quan đến vụ xe đầu kéo đâm hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiến nhiều người thương vong, thì hôm nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết kết quả xét nghiệm xác định tài xế lái xe đầu kéo dương tính với heroin. Khoảng 23 giờ đêm qua, Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, ngụ xã Thành Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người điều khiển xe đầu kéo gây tai nạn được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm các chỉ số. Tại đây, Hiếu được thực hiện xét nghiệm 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ. Kết quả cả 2 lần đều dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Người này trình diện cơ quan chức năng vào đêm qua, 8 tiếng đồng hồ sau tai nạn. Về nồng độ cồn, ở lần xét nghiệm đầu tiên, Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai có giảm. Hôm nay, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, vi phạm các quy định về giao thông đường bộ và tạm giữ hình sự 3 ngày đối với tài xế Phạm Thành Hiếu để điều tra. Cũng trong sáng nay, ông Hồ Thành Nhàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đức, chủ phương tiện gây tai nạn, đã đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Phía chủ phương tiện hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người bị thương và 10 triệu đồng đối với người tử vong. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế mới đây đã truy tặng kỷ niệm chương cho gia đình có người hiến 7 mô tạng cứu 6 người, đó là anh Dương Hồng Quý ở Ninh Bình. Anh đã qua đời hôm 12 tháng 12 qua. Bộ trưởng bày tỏ tấm lòng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người đã hiến tạng cũng như gia đình người hiến tạng. Anh Quý đã hiến tim, gan, phổi, thận, mạch máu. Cuối năm 2018, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận tạng hiến từ anh. Nguyện vọng cuối cùng của anh ấy là được hiến tạng cứu mọi người. Đấy là cũng rất là đau xót, nhưng mà thôi em cũng đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. Thực hiện được cái nguyện vọng của anh ấy là em cũng thấy mình rất là thanh thản. Cho đến ngày hôm nay thì có thể vui mừng thông báo rằng là tất cả những bệnh nhân nhận tạng kể cả Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đều đã tương đối là khỏe mạnh và có thể nói rằng là những cái trường hợp ghép này đã thành công. Lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cũng cho biết, trong năm qua tại đây đã thực hiện thành công 14 ca ghép tim, gan.
trên 170 ca ghép thận và ca ghép phổi đầu tiên tại đây cũng đã diễn ra tốt đẹp. Hiện cả nước đã có gần 20.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời, tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2018. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, thời gian không còn nhiều. Vì vậy, nhiều nhà vườn trồng mai vàng tại thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng lo âu vì hàng loạt mai phục vụ thị trường Tết đã nở hoa sau những cơn mưa trái mùa, ghi nhận tại huyện Hóc Môn. Gia đình ông Nguyễn Tại Nguyện ở xã Thôn Thới Sơn trồng hơn 12.000 gốc mai vàng và mai kiển bonsai. Cách đây 2 tháng, do ảnh hưởng cơn bão số 9 và mưa trái mùa những ngày gần đây, đã khiến mai đang ươm nụ bắt đầu ồ ạt nở hoa, có cây thì nụ phát triển chậm. Nhiều khả năng vườn mai sẽ bị thiệt hại. Là mai thương phẩm mà hàng cho thuê không, mà Tết nay mà nó nở như thế này thì khoảng 30-40% cái cây rồi, nên cái cây nó sẽ không còn giá trị cao nữa, cho thuê sẽ mất giá. Nhiều hộ dân khác cũng ở vào hoàn cảnh tương tự, nguy cơ thiệt hại không hề nhỏ. Mưa bão nó ngập lụt, côn trùng nó phá hoại, thế này năm nay mai nó cũng bị ảnh hưởng. 30-40% thiệt hại vài trăm triệu so với mọi năm. Nó không có nở bông được như ý muốn, thiệt hại khoảng 30% trong vừa này. Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích trồng hoa và cây cảnh hơn 1.600 ha, trong đó có khoảng 1.200 ha phục vụ Tết Nguyên Đán. Trong bối cảnh nguồn cung giảm, nhiều khả năng hoa kiển dịp Tết này ở thành phố sẽ khan hiếm và giá cao. Mới đây, một cảnh tượng đẹp hiếm gặp xuất hiện ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã gây thích thú cho nhiều người. Đó là hàng ngàn con chim én bay lượn rợp trời lúc hoàng hôn, sau đó xếp hàng ngay ngắn về trú ngụ tại nhà dân. Ông Nguyễn Văn Quý ở huyện Hồng Ngự cho biết, chim én bắt đầu bay về nhà ông từ 1 tháng trước. Lúc đầu rất ít, nhưng về sau tăng dần lên vài trăm con, và hiện nay lên đến hàng ngàn con. Lúc gần 18 giờ tối, khi hoàng hôn buông xuống, hàng ngàn con chim én bắt đầu kéo nhau bay lượn nhiều vòng trên làng bè, sau đó vào nhà trú ngụ. Hơi bất ngờ, nhưng ông đã giăng dây tạo nơi trú ngụ cho chim én, đồng thời kêu gọi mọi người không săn bắt. Phát hiện nó phiền đó, ra tôi không có cho người ta lại bắt rồi này kia, rồi tôi nuôi, không phải là nuôi, như để cho nó ở vậy đó, tôi mới giăng dây nè, để cho nó ở, cho khách nó chơi để tham quan rồi kia chơi vậy đó. Đây là lần đầu tiên nó lại, cứ mỗi ngày nó mỗi về đông. Nhiều người dân trong khu vực và cả du khách đến làng bè vui chơi đều tỏ ra thích thú, dùng điện thoại ghi hình và chụp ảnh lưu lại cảnh tượng đẹp này. Tiếp theo trong chương trình, 2018 là năm an toàn thứ 3 trong lịch sử hàng không, theo thống kê của mạng lưới an toàn hàng không ASN. Baobab, loài cây biểu tượng của châu Phi đang chết dần vì biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổ chức Mạng lưới An toàn Hàng không ASN, trong năm 2018 có tổng cộng 556 người thiệt mạng trong 15 vụ tai nạn máy bay toàn cầu, tăng hơn 12 lần về số nạn nhân so với thống kê năm 2017. Tuy nhiên, ASN cũng cho biết năm 2018 là năm an toàn thứ 3 trong lịch sử hàng không tính về số vụ tai nạn chết người và an toàn thứ 9 nếu tính về con số thiệt mạng. So với thời điểm 10 năm trước, khi ngành hàng không quốc tế ghi nhận tới 39 vụ tai nạn máy bay trong một năm, số liệu năm 2018 cho thấy sự cải thiện vượt bậc về an toàn hàng không. Năm 2017 vẫn là năm an toàn nhất trong lịch sử hàng không thế giới, với 10 vụ tai nạn máy bay làm 44 người thiệt mạng. Theo ASN, các vụ tai nạn do mất kiểm soát vẫn là nguyên nhân chính, dẫn đến ít nhất 10 trong số 25 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong vòng 5 năm vừa qua. ASN là một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại La Hay, Hà Lan, và là thành viên của Quỹ An toàn bay quốc tế. Chính phủ Ấn Độ đã thông qua khoản ngân sách 1,43 tỷ đô la Mỹ cho dự án đưa người lên vũ trụ vào năm 2022. Đây là khoản ngân sách nhằm hướng tới mục tiêu tăng tính tự chủ quốc gia trong phát triển công nghệ không gian. Bộ trưởng Thông tin và Điện tử Ấn Độ cho biết, dự án mang tên Gaganyaan với mục tiêu đưa 3 phi hành gia lên không gian. Nếu thành công, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ tư trên thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc có thể thực hiện sứ mệnh đưa người lên vũ trụ. Thông tin về dự án này lần đầu tiên được công bố vào tháng 8 qua, nhân dịp quốc khánh lần thứ 72 của Ấn Độ. Khi đó, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố New Delhi sẽ tự thực hiện một chuyến bay lên vũ trụ bằng tàu không gian có người lái với ít nhất một phi hành gia vào năm 2022. Sự kiện đánh dấu mốc lịch sử Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày đất nước độc lập. Cũng trong lĩnh vực không gian, sáng nay 3 tháng 1, tàu thăm dò vũ trụ không người lái Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống mặt tối của mặt trăng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tàu vũ trụ hạ cánh xuống khu vực này, đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với tham vọng khám phá vũ trụ của Trung Quốc.
Tàu hàng Nga đã hạ cánh mềm xuống một vị trí được lựa chọn trước trên mặt xa không bao giờ được nhìn thấy từ trái đất lúc 11 giờ 26 phút trưa nay theo giờ Việt Nam. Tàu hàng Nga 4 lần đầu tiên đi vào quỹ đạo quanh mặt trăng ngày 12 tháng 12. Tàu có nhiệm vụ quan sát thiên văn, địa hình và thành phần khoáng chất của mặt trăng, cũng như đo bức xạ neutron và các nguyên tử trung lập để nghiên cứu môi trường của mặt tối. Trước đây chưa có tàu vũ trụ nào trên thế giới hạ cánh xuống mặt tối của mặt trăng. Hiện Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp Nga và Mỹ để trở thành một cường quốc vũ trụ lớn vào năm 2030. Cũng tại Trung Quốc, hơn 1.000 du khách khắp châu Á đã tập trung về khu tự trị Tân Cương trong những ngày qua. Tại đây, du khách có thể đón mừng năm mới theo phong cách địa phương và trong khung cảnh ngập tràn tuyết trắng. Ném tuyết vào người nhau được xem là hành động mang lại điềm lành và cầu chúc may mắn. Bên cạnh đó, khách du lịch còn được cùng các gia đình bản địa thử sức với trò bắn cung, bắt cừu trên lưng ngựa hay tham gia một cuộc thi đua ngựa diễn ra sôi động sau đó. Nơi này đẹp vô cùng, tôi chụp ngẫu nhiên thôi cũng cho ra những bức hình phong cảnh ảo diệu. Con người, khung cảnh, thức ăn tại đây đều rất tốt, không khí thì sôi động. Tôi chắc chắn sẽ trở lại đây cùng bạn bè vào mùa xuân và mùa hè. Muốn tìm một chốn tĩnh lặng thì tour khinh khí cầu ngắm cảnh luôn sẵn sàng 24/7 phục vụ du khách. Bao báp là loại cây mang tính biểu tượng của châu Phi từ hàng thiên niên kỷ nay. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ hãng tin CNN, những thân cây khổng lồ xuất hiện trong vô vàn những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, dù có thể sống đến 3.000 năm, lại đang chết dần trước tử thần mang tên biến đổi khí hậu. Cư dân lâu đời nhất tại tỉnh Limpopo, Nam Phi, không phải là dân làng hay muôn thú, mà chính là cây bao báp. Nó còn được gọi là cây sự sống khi cung cấp quả làm thức ăn và gỗ cây để dựng nhà ở cho người dân địa phương. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong vòng 12 năm qua, đã có đến 9 trên 13 cây bao báp có tuổi đời từ 1.000 đến 2.500 năm đã chết hoặc đang trong quá trình mục ruộng. Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử nghiên cứu về loại cây này. Các nhà khoa học cho biết, trong 1.000 năm qua, cây bao báp đã chịu đựng những đợt hạn hán vô cùng tồi tệ. Dù những cây dưới 300 năm tuổi có sức chịu đựng tốt hơn, nhưng sớm muộn đều sẽ trở thành nạn nhân của biến đổi khí hậu. Tiếp theo trong chương trình, xe khách 16 chỗ tông 2 xe máy làm 4 người thương vong tại Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phát hiện lô heo chuẩn bị mổ bán chứa chất tạo nạc tại Bình Dương. Thưa quý vị, cả nước chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn giao thông tại Bến Lức, Long An, thì sáng nay tại tỉnh Gia Lai, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ và 2 xe máy đã làm 4 người thương vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút trên tuyến đường Trường Chinh, thành phố Pleiku. Xe khách thuộc nhà xe 4 thương đi từ hướng Quy Nhơn, Đắk Lắk, khi đến đoạn ngã ba Gia Kênh, do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe khách đã tông vào xe máy biển kiểm soát 81L103887 do một người đàn ông điều khiển chở theo một nam thanh niên. Sau va chạm, nam thanh niên văng ra đường, còn phương tiện gây tai nạn tiếp tục leo lên lề và tông tiếp vào một xe khác mang biển kiểm soát 81B180612 do một người phụ nữ chở theo một em nhỏ vừa từ trong nhà đi ra. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ chết tại chỗ, ba người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Trưa nay, trên đường Hồ Thị Hương, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một người tử vong tại chỗ. Theo những người chứng kiến, xe tải mang biển số 60C05999, chưa rõ tên tuổi tài xế, đi từ hướng đường Hồ Thị Hương, thị xã Long Khánh, về huyện Xuân Lộc. Đến ngã tư đèn tín hiệu giao thông tại phường Xuân Thanh, xe này dừng chờ đèn đỏ. Khi đèn xanh, xe bắt đầu chạy, thì cụ bà Trần Thị Tư, 82 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, bất ngờ đi bộ qua trước đầu xe tải. Tài xế khuất tầm nhìn đã cán ngang qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cảnh sát giao thông, công an thị xã Long Khánh đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 3 tháng 1, đoàn kiểm tra chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản Bình Dương đã tiến hành lập biên bản buộc tiêu hủy nhiều con heo chứa chất tạo nạc. Số heo này được một thương lái mua hàng trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2018, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ gia súc tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên. Tại đây, đoàn lấy mẫu nước tiểu trên lô heo của một thương lái. Kết quả phân tích cho thấy, trong mẫu nước tiểu heo có dư chất tạo nạc salbutamol cấm sử dụng trong chăn nuôi.
Được biết, người tiêu dùng nếu ăn phải salbutamol sẽ ảnh hưởng xấu đến tim mạch, huyết áp, tiêu hóa, thậm chí có thể gây ung thư nếu bị tích lũy nhiều trong cơ thể. Làm việc với đoàn kiểm tra, thương lái này cho biết số heo trên ông mua hàng trôi nổi trên thị trường nên không rõ nguồn gốc. Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi lưu trữ động vật có chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, đoàn kiểm tra đã ra quyết định buộc tiêu hủy toàn bộ số heo trên. Một hành vi trộm cắp thật ấn tượng vừa diễn ra tại Bến Tre, đu dây vào cửa hàng ăn cắp điện thoại thông minh. Tuy nhiên, phương thức của Nguyễn Thanh Nhã, 30 tuổi, ngụ Bến Tre, không qua mặt được công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Tại cơ quan công an, Nhã khai nhận trước đó từng đến một cửa hàng điện thoại di động để quan sát khu vực trưng bày các dòng điện thoại đắt tiền. Khoảng 1 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018, lợi dụng nhân viên bảo vệ ngủ say, Nhã leo lên mái nhà, gỡ tấm tôn, đu dây từ mái nhà đột nhập vào cửa hàng, lấy trộm 14 điện thoại iPhone 10. Khi chuẩn bị tẩu thoát, thì Nhã bị nhân viên bảo vệ cửa hàng phát hiện, dùng bình chữa cháy xịt vào người, nhưng đối tượng đã đu dây, leo lên mái nhà bỏ trốn. Sau đó, tên này mang số điện thoại vừa trộm được đến thành phố Hồ Chí Minh bán cho một người lạ mặt với giá 247 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Nhã là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về cơ quan làm việc. Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi được 140 triệu đồng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Riêng Nhã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng. Sáng nay, Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt quả tang 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ máy móc và phương tiện để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc được phát hiện khi cảnh sát đường thủy đang trên đường tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới. Qua đó, lực lượng đã bắt quả tang 2 phương tiện thủy đang vận hành máy cắm vòi trực tiếp xuống lòng sông hút cát. Một phương tiện không số hiệu do Trần Văn Hiên, sinh năm 1998 điều khiển cùng Lê Văn Nghĩa. Một phương tiện thủy mang số hiệu AG6739 do Cao Văn Cảnh, sinh năm 1995 điều khiển cùng với Lê Văn Nhỏ. Tất cả 4 đối tượng trên đều cư trú tại địa phương. Những người này đều không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên, không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định. Những ngày qua, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cùng hoàn lưu cơn bão hướng về phía Nam gây ra những đợt mưa lớn tại tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, tỉnh Lộ 2 ở huyện miền núi Khánh Vĩnh đã bị lũ chia cắt, khiến nhiều xe hơi liều lĩnh chạy lên cây cầu treo dân sinh rất nguy hiểm. Trên tỉnh Lộ 2 nối trung tâm thị trấn Khánh Vĩnh đi các xã phía Tây của huyện Khánh Vĩnh, cây cầu tràn thác ngựa bị ngập trong lũ, nên địa phương đã cấm các phương tiện lưu thông qua đây. Vì vậy, người dân phải sử dụng cây cầu treo cách đó khoảng 100 mét để qua lại. Nhưng điều đáng nói là nhiều xe hơi bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh chạy lên cây cầu treo chỉ dành cho xe máy này để vượt sông. Ngoài việc gây cản trở các xe máy, việc cầu treo lắc lư đung đưa mỗi khi dòng xe nối đuôi nhau lần lượt chạy qua cầu đã gây thót tim cho người đi đường. Tình trạng này thường xuyên xảy ra mỗi khi đường tỉnh Lộ 2 bị lũ cắt đôi, ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của cây cầu. Rất mong cơ quan chức năng có biện pháp để ngăn cấm tình trạng trên nhằm đảm bảo an toàn việc đi lại của người dân miền núi. Trong phần tin cập nhật cuối chương trình, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Long An đã qua cơn nguy kịch. Cảnh sát Pháp bắt giam một thủ lĩnh của phe áo vàng với cáo buộc tổ chức biểu tình mà không xin phép. Phần thông tin cập nhật, ngày 2 tháng 1, cảnh sát Pháp đã bắt giam một thủ lĩnh của phe áo vàng. Theo các công tố viên, ông Eric Rouer bị bắt vì tổ chức biểu tình tại trung tâm thủ đô Paris mà không xin phép với nhà chức trách. Ông Eric Rouer bị bắt khi đang đi đến đại lộ Champs-Élysées để tụ tập cùng nhóm người biểu tình gần Khải Hoàng Môn. Hồi tháng trước, nhà chức trách Pháp cũng đã phát lệnh bắt ông Rouer với tội danh mang vũ khí cấm loại D và sẽ đưa ra xét xử trong phiên tòa ấn định vào ngày 5 tháng Giêng tới. Các cuộc biểu tình áo vàng bắt đầu từ giữa tháng 11 nhằm phản đối kế hoạch tăng giá nhiên liệu, nhưng đã nhanh chóng bùng phát thành một làn sóng bạo loạn, phản đối chương trình kinh tế của Tổng thống Macron vào mỗi cuối tuần. Tổng thống Macron phải đưa ra một số biện pháp nhượng bộ và đến nay số lượng người biểu tình đã giảm đáng kể. Trở lại với thông tin về vụ xe đầu kéo đâm hàng loạt xe gắn máy dừng đèn đỏ khiến nhiều người thương vong tại Bến Lức, Long An. Tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 14 nạn nhân bị thương trong vụ việc. Trong số 14 ca đang được điều trị, có 4 ca nằm tại khoa chấn thương sọ não, 7 ca ở khoa chấn thương chỉnh hình, 1 ca ở hồi sức ngoại thần kinh và 2 ca ở khoa phẫu thuật mạch máu. Các bệnh nhân bị tổn thương tay, chân, đầu, mặt. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ phải chịu các di chứng nặng nề về sau.
Nặng nhất là một bệnh nhân nam sinh năm 1990 đang bị liệt tứ chi vì chấn thương đốt sống cổ dẫn tới dập tủy, nguy cơ phù tủy. Sau tai nạn, dù đã được can thiệp phẫu thuật, nhưng người bệnh rơi vào tình trạng bị liệt tứ chi. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý những hành vi mà vi phạm nồng độ cồn, kiểm tra cái ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả đội ngũ lái xe kinh vận tải. Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện tạm thời chưa thu viện phí mà tập trung nguồn lực chăm sóc ổn định sức khỏe cho các bệnh nhân. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hãy tiếp tục cập nhật các thông tin trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng vào lúc 6:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.